Hôm giờ có quá trời anh em nhắn tin cho Hoa Si hỏi là có món nào ngon ngon nhâm nhi mùa World Cup không. Nói thiệt tình đó là Hoa Si cũng không có rành về bóng đá lắm. Nhưng mà riêng World Cup thì từ nhỏ tới lớn chưa bỏ lỡ một mùa nào. Thì hôm nay sẵn anh em hỏi Hoa Si có cái món này, tự làm một hộp rồi nhâm nhi với bạn bè mùa World Cup là hết sảy luôn nha. Đầu tiên thì cả nhà sẽ chẻ 5 chẻ 6 ra cho Hoa Si khoảng 2-3 trái ớt sừng. Dũ cho rơi bớt hột ra rồi thái nhuyễn. Tỏi cũng vậy, cả nhà sẽ băm nhuyễn ra cho Hoa Si khoảng 100g ha. Bước 2, pha sốt thì các bạn sẽ cho vào nửa muỗng đường và nửa muỗng ớt bột, 1/4 muỗng bột ngọt, 2 muỗng tương ớt, 1 muỗng nước mắm rồi khuấy đều tay lên. Bạn nào muốn ăn đậm đà hơn thì mình cho 2 muỗng, rồi cho vào thêm 1 muỗng ong và 2 muỗng nước lọc nữa là xong. Khuấy đều tay lên cho hòa tan hỗn hợp. Quá đơn giản luôn, ai ai cũng làm được. Mấy chị em lâu lâu thèm đồ ăn vặt cũng ngon lắm đó. Bước 3, các bạn sẽ bắt chảo nóng lên rồi cho dầu ăn vào đun sôi. Mình sẽ cho nhiều nhiều chút ha, tại vì chiên mấy cái món như này thì phải ngập dầu mới ngon. Ok, dầu nóng lên rồi thì mình sẽ cho nuôi vào chiên. Cả nhà lưu ý là mình sẽ chia nuôi ra chiên khoảng 2-3 lần. Chiên món này thì để dầu sôi lên sau đó cho vào chiên với giòn tan được. Nuôi vừa chuyển vàng các bạn sẽ vớt ra liền nha. Sau đó cho vào 80g tỏi phi vàng lên. Tỏi cũng vậy, vừa chuyển vàng các bạn sẽ vớt ra luôn rồi tới bước 4. Bắt chảo nóng lên sau đó cho vào 20g bơ lạc. Tan ra rồi mình sẽ cho vào 2 muỗng ớt và 1 muỗng tỏi băm. Phi vàng lên sau đó cho hết tất cả sốt đã pha vô. Dùng đũa khuấy đều tay lên cho sốt vừa sôi, sau đó các bạn sẽ cho hết tất cả nuôi đã chiên vào. Đó, quá đơn giản luôn đúng không? Bây giờ mình sẽ xóc đều lên, cho ngấm sốt đều lên các bề mặt nuôi. Cuối cùng, mình sẽ rải lên đây thêm xíu tỏi phi, rồi tắt lửa ngắt chảo xuống tới bước 5, cho ra đĩa thôi. Wow, cả nhà thấy ngon không? Đơn giản, dễ làm, thơm cay hấp dẫn, nhanh gọn lẹ, chỉ có vài bước nhỏ là xong. Nguyên liệu thì dễ tìm còn hơn người yêu nữa, ra chợ cái là có. Bạn nào muốn làm lần nhiều luôn thì mình nhân 5 nhân 10 công thức lên, rồi để nguội cho vào hũ đậy nắp lại cất ha. Giòn tan cay cay mặn mặn ngọt ngọt. Món này mà làm một hũ để dành Tết nhâm nhi cũng tuyệt vời lắm đó nha. Ok, chúc cả nhà thành công ha. Toàn bộ danh sách nguyên liệu để cả nhà đi chợ, đặc biệt là những cái loại gia vị dụng cụ mà Hoa Si tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Hoa Si á, mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.